Xin chào các bạn nha. Hôm nay á mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn in tem trên cái máy in D110 của bên mình nha. Thì máy này là máy in nhiệt chuyên về in tem nhỏ các bạn. In tem khoảng cái khổ là 15 nhân ngang á, bề ngang á là 15 mi. Ngang bề dọc á thì có thể là có nhiều khổ các bạn. 40 nè hoặc là 26, 30 thì giấy bên mình có rất là nhiều khổ nha. Đó, đây các bạn, đây là giấy in tem bên mình nè. Đây nó in cái khổ tem nhỏ nhỏ như thế này ha. Đó, khổ giấy thì có là 14 30 nè, 210 tem nè. Rất là nhiều luôn, có tem bóng luôn nha các bạn. 12 x 40 nè, rất là nhiều tem ha. 15 x 30 cũng có nè. Đó. Thì khi các bạn mua máy á, nó có trong máy này nó có một cái máy in nè và một cái cọng cáp sạc ha. Đây, cái máy in D110. Đây ha các bạn ha. Máy in tem nhỏ gọn nha. Để dành cho các bạn là in ghi chú nè, tích note nè, bạn ghi chú dán lên những cái lọ hũ rồi các bạn. Đó và kèm theo một cái bao đựng nữa nè, rất là xinh xắn nha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái máy in này nha. Thì cái máy in này kết nối qua với điện thoại bằng một cái app là Nimbot. Cái app Nimbot đó thì cái app đó là cái app miễn phí nha các bạn. Sử dụng Bluetooth để kết nối để in nha. Thì các bạn bấm cái nút nguồn này nè, các bạn bấm và giữ để mở cái nguồn máy in lên nha. Đó, đèn màu xanh đó, nó chớp là chưa kết nối Bluetooth nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn mở cái phần mềm Nimbot lên. Ở trên cái CH Play á các bạn. Hoặc là App Store các bạn vào các bạn tìm từ khóa là Nimbot. Hai chữ Y nha các bạn. Đây cái phần mềm Nimbot nè. Rồi các bạn cài vào nha. Ở đây á, thì mình đã cài và đặt rồi. Bây giờ mình sẽ mở lên mình in thôi nha. Mở Bluetooth lên nha các bạn. Rồi, bây giờ các bạn thấy chữ connect ở đây không? Các bạn bấm vào nè. Đó, D110 nè. Các bạn click vào nó sẽ tự động kết nối với máy in nè. Đèn sáng luôn là đã kết nối nha các bạn, đèn chớp là chưa kết nối. Rồi, ok. Thì ở đây các bạn thì khi mà các bạn kết nối vào á, nó sẽ tự động nhận biết cái khổ giấy cho mình nha. Thì ở đây mình chưa có mở chưa gắn giấy nè. Các bạn mở ra các bạn gắn giấy nè. Đó các bạn mở cái giấy ra các bạn gắn giấy vào nha. Đây. Đây là cái cuộn giấy nha. Giấy thì các bạn để theo cái chiều này nha các bạn. Cái bề mặt in á thì các bạn hướng về bên mình nha. Rồi, các bạn đóng nắp lại nè. Rồi các bạn ha, khi mà các bạn bỏ giấy vào á thì cái máy á nó sẽ tự động nhận biết được cái khổ giấy là bao nhiêu nha, trên cái app nè các bạn. Đó, khi mà các bạn bỏ vào á, thì nó sẽ tự động cái nhận biết cái khổ giấy mình bỏ vào bao nhiêu là 14 x 22 nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào new nè để mình tạo cái tem để mình in ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ nha. Bây giờ mình sẽ in thử là cái ghi chú cho các bạn. Rồi ở đây á, thì các bạn có thể chỉnh được cái chữ in đậm nè, rồi cái size nè, bự nhỏ nè nha. Rồi gạch chân hay là cái chữ nghiêng gì đó tùy theo các bạn nha các bạn. Đó có rất là nhiều cái tùy chỉnh nè, thì các bạn có thể chỉnh sửa nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ in thử cho các bạn xem nha. Ở đây các bạn nếu bạn nào muốn lưu lại cái tem của mình đó thì các bạn có thể lưu lại nha. Ở đây mình bấm in nè. Nè đây các bạn nha. Đó, chữ in ra rất là đẹp nè, rõ nét luôn nha các bạn. Nè các bạn thấy không? Chữ in rất là đẹp và rõ nét luôn, máy chạy rất là nhanh nha. Các bạn có thể ghi chú bất cứ cái gì, đường, nước mắm hay gì đó nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ in thử cho các bạn xem nha. Không bự xíu. Rồi. Mình đổi cái phông luôn nha. Đó các bạn có thể đổi phông tùy ý nha.
Rồi ok các bạn bấm in nè. Đó các bạn. Nè cái chữ này nó rất là, nó in rất là sâu nha các bạn. Các bạn cho dù các bạn cứa như thế nào nè, các bạn lấy móng tay này các bạn ấy nó vẫn không bong tróc nha. Rồi ok ha. Bây giờ mình sẽ in thử cái barcode cho các bạn xem nè. Mình xóa cái này đi. In thử cái barcode cho các bạn xem nè. Mình ví dụ là cái barcode là rồi ok, mình in thử cái barcode nha. Đây các bạn ha, để mình dùng cái phần mềm mình quét thử là được không nha. Đây các bạn ha. Đó. Ok nha các bạn, barcode quét bình thường nha. Để bây giờ mình sẽ bỏ xóa cái này, mình in cái QR code cho các bạn xem nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn nha các bạn. Đây là cái QR code nha các bạn. Quét cho các bạn xem luôn à. Quét được á nha các bạn, nhưng mà cái app này nó quét được nha các bạn, quét vẫn được bình thường nha. Cái màu chữ màu, cái màu khi mà các bạn in ra rất là đậm nét và đẹp luôn nha. Đó thì ở đây nó cũng có cái răng cưa nè, các bạn đưa lên rồi các bạn xé nè, rất là dễ dàng nha. Rồi thì trên app nó có rất là nhiều cái ứng dụng nha các bạn. Thì những bạn nào mà muốn mua máy in này á, các bạn click vào xuống cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, được giao hàng ở tận nơi luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.